Xin được tiếp tục với những thông tin trên thị trường hàng hóa. Sắc xanh chiếm ưu thế trên bảng giá hàng hóa nguyên liệu thế giới trong ngày giao dịch cuối cùng của tháng 2 và đã hỗ trợ cho chỉ số Mỹ VN Index đóng cửa đảo chiều tăng nhẹ lên 2.130 điểm. Giá trị giao dịch toàn sở đạt gần 5.200 tỷ đồng, tức là tăng vọt hơn 40% so với ngày trước đó. Hai mặt hàng cà phê thì đồng loạt đón nhận lực mua tích cực trong ngày hôm qua và lấy lại hoàn toàn mức giảm trong hai ngày trước đó. Chốt ngày thì cà phê Robusta kỳ hạn tháng 5 trên sở London tăng hơn 1% lên 3.095 đô la Mỹ một tấn. Hợp đồng Arabica cùng kỳ hạn niêm yết trên sở New York thì cũng đóng cửa tăng 1,43% lên hơn 4.064 đô la Mỹ một tấn. Như vậy thì cà phê đã lấy lại mức giá cao nhất trong một tuần trở lại đây. Riêng Robusta thì hiện vẫn đang duy trì tương đối là ổn định trong vùng giá cao 30 năm. Và theo như là MXV thì số liệu xuất khẩu ảm đạm từ Indonesia trong bối cảnh tồn kho thế giới vốn đang ở mức thấp đã tạo ra hỗ trợ mạnh cho giá Robusta trong ngày hôm qua. Và theo dữ liệu từ chính phủ Indonesia thì xuất khẩu cà phê Sumatra Robusta trong tháng 1 của năm 2024 của nước này đạt 3,19 nghìn tấn, tức là giảm 79% so với cùng kỳ năm trước. Còn phía thị trường nội địa cùng với xu hướng của giá thế giới thì ghi nhận trong sáng ngày 1 tháng 3, giá cà phê nhân xô tại Tây Nguyên và các tỉnh Nam Bộ đồng loạt hồi phục mạnh là từ 700 cho đến 800 đồng 1 kg, đưa giá thu mua cà phê trong nước vượt ngưỡng 84.000 đồng 1 kg. Thị trường cà phê giai đoạn tới theo tôi vẫn tiếp tục chịu tác động chủ yếu bởi các yếu tố nguồn cung. Với tình hiện tại thì nhiều khả năng trong ngắn hạn có thể xuất hiện diễn biến trái chiều, như là cà phê Arabica khả năng cao sẽ gặp những nhịp điều chỉnh giảm trong ngắn hạn khi mà nguồn cung đón nhận cái tín hiệu cải thiện nhờ cái hoạt động xuất nhập khẩu tích cực từ Brazil. Ngược lại thì việc khan hiếm nguồn cung tại Việt Nam và Indonesia sẽ hỗ trợ cái giá cà phê Robusta tiếp tục duy trì trên cái vùng cao trong 30 năm.